Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Sau sự thành công của phiên bản ZenBook Duo 14 trước thì năm nay Asus tiếp tục cho ra mắt mẫu ZenBook Pro 14 Duo vẫn giữ nguyên thiết kế của mẫu trước là hai màn hình. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc laptop này sẽ có gì đặc biệt nhé. Tuy là một chiếc Ultrabook nhưng có vẻ chiếc laptop ZenBook Pro 14 Duo này sẽ có cấu hình siêu khủng và những tính năng cực kỳ tuyệt vời. Vào video để khám phá cùng mình thôi nào. Nhìn tổng thể chiếc laptop này khá đơn giản, được thiết kế với các đường vân tròn ở mặt lưng và logo Asus được đặt khá gọn gàng ở bên phải, khiến chiếc máy trông vô cùng thanh lịch. Đây là một điểm tạo nên được thương hiệu cho dòng Asus ZenBook, luôn tỉ mỉ cho từng chi tiết. Chiếc laptop này được làm hoàn toàn bằng chất liệu kim loại và được phủ thêm một lớp nhám cùng công nghệ chống bám vân tay, giúp người dùng giữ được bề mặt luôn sạch sẽ và hạn chế tình trạng chảy xước. Với thiết kế hai màn hình, nhưng chiếc ZenBook Pro 14 Duo này vẫn rất mỏng nhẹ. Với độ dày là 1,96cm và cân nặng là 1,75kg thì bạn có thể mang đến mọi nơi để học tập và làm việc, hướng đến đối tượng người dùng, đặc biệt những ai có nhu cầu di chuyển cao. Và được làm hoàn toàn bằng kim loại nên chiếc laptop này cho độ bền cao, sản xuất đạt độ bền chuẩn quân đội. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng khi chiếc máy tính này đã được trải qua nhiều bài test đầy khó khăn trong môi trường khắc nghiệt. Và dù mỏng nhưng chiếc laptop này vẫn được trang bị một camera 720p HD để bạn thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Điểm đặc biệt của chiếc laptop này khi mở ra đó là phần bản lề, được làm rất tỉ mỉ và tinh tế. Nên bạn có thể thấy khi mở máy lên, phần màn dưới cũng sẽ được đưa lên theo và khi gập xuống cũng sẽ tự động kéo xuống cùng lúc với màn hình chính. Do chiếc bản lề này được gắn liền với nhau bằng bản lề Ergolip. Đối với phần bản lề này sẽ có hai lợi ích. Một là sẽ giúp nâng lên cho bạn một góc nhìn và một tư thế sử dụng đánh máy thoải mái. Hai là cải thiện khả năng làm mát trên chiếc máy này. Ở đây thì ZenBook Pro 14 tận dụng thiết kế nghiêng của phần màn hình phụ để có thể tăng luồng khí mát, tăng hiệu quả của hệ thống tản nhiệt, cho phép laptop của bạn luôn hoạt động với hiệu năng ổn định. Về phần màn hình thì như các bạn có thể thấy, chiếc laptop này có hai màn hình. Màn hình chính rộng 14,5 inch, độ phân giải lên đến 2.8K, tần số quét lên đến 120Hz. Màn hình OLED cho độ chân thật màu sắc đến từng chi tiết. Bên cạnh đó là màn hình có độ sáng lên đến 550 nits. Và đặc biệt, màn hình có thể cảm ứng giúp bạn thoải mái làm việc. Nó sẽ cực kỳ hữu ích với những ai làm về sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, designer vì mang đến chất lượng hình ảnh cực kỳ chân thực, độ sai màu cực thấp. Còn về phần màn hình phụ, được thiết kế ở dưới phần mặt C và nó có thể thay thế như một chiếc Wacom. Asus còn cẩn thận tặng kèm cho bạn thêm một chiếc bút cảm ứng để thuận tiện hơn khi làm việc. Ở hai màn hình này, các bạn sẽ có thể sử dụng linh hoạt với nhau bằng rất nhiều tiện ích đã được Asus cài đặt sẵn, như khi di chuyển giữa hai màn hình, mở nhiều ứng dụng cùng một lúc, tùy chỉnh các công việc khác nhau hay là có thể đơn giản ví dụ như nếu như bạn đang học tập online hay làm việc online thì vẫn sẽ có một màn hình để ghi chép và một màn hình để bạn có thể tra cứu thông tin. Vì phần màn hình đã chiếm khá nhiều diện tích của máy nên phần bàn phím và phần touchpad được làm rất gọn gàng, nhưng không vì thế mà nó thiếu đi bất kỳ tính năng nào. Phần bàn phím được đặt lệch hoàn toàn về bên trái, bàn phím tiêu chuẩn với phím bấm vuông vắn cho độ tẩy tốt, tạo cảm giác gõ cực kỳ thoải mái, nên bàn phím được trang bị đèn LED để bạn thuận tiện sử dụng ngay cả khi trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad được đặt về bên phải, ở phần diện tích còn lại của laptop. Có thể thấy Asus ZenBook Pro 14 Duo đã tận dụng tối đa mọi góc cạnh nhưng vô cùng hợp lý. Phần touchpad cho cảm ứng đa điểm khi vuốt chạm cực kỳ mượt mà, vậy nên bạn có thể yên tâm sử dụng ngay cả khi không có chuột rời. Có thể các bạn sẽ thấy phần diện tích cho phần touchpad có hơi nhỏ, nhưng nếu muốn sử dụng rộng rãi hơn thì bạn chỉ cần vuốt 3 ngón vào màn hình phụ, nó có thể biến thành một chiếc touchpad, vậy là quá thoải mái để sử dụng rồi đúng không nào? Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i9-12900H với 14x20 luồng, tốc độ xử lý lên đến 5GHz, 32GB LPDDR5, dung lượng ổ cứng lên đến 1TB. Tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 3050 Ti thì bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh, làm video trên các phần mềm Photoshop Premiere cực kỳ mượt mà không lo giật lag. Cuối cùng là về các cổng kết nối, Asus ZenBook Pro 14 Duo không thiếu bất cứ một cổng kết nối nào, bao gồm một cổng USB Type-A, hai cổng Thunderbolt 4, một cổng HDMI, một khe thẻ SD và một giắc cắm tai nghe giúp bạn có thể thoải mái truy xuất hay kết nối với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Dung lượng pin lên đến 4 cell 76Ah. Với dung lượng pin này thì bạn có thể mang ra ngoài làm việc cả ngày mà không lo hết pin. Tổng kết lại thì chiếc laptop này có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của người dùng. Sở hữu bộ vi xử lý tốt nhất hiện nay cùng sự kết hợp hoàn hảo của hai màn hình thì đây sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý với những ai làm về sáng tạo nội dung hay thiết kế đồ họa. Link sản phẩm mình sẽ để ở dưới, các bạn có thể bấm vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.